Dạ con cũng đi mua cũng sống qua ngày chú ơi. Dạ chiều tối về con mới nhậu. Đi về làm ăn rồi chiều tối về mới nhậu chú. Dạ bình thường chút. Lúc này ông Mạnh Thường Quân có ai gửi tiền cho gì không? Chưa. Không hả? Dạ không, con làm con không có xin ai hết trơn á, ai thương thì cho con nhận. Bữa nào khi nào chú đi về tới chùa Sơn Rông đó rồi rồi tại đi đi đó uống cà phê. Dạ. Để có chuyến đi thì mới biết được chứ chưa xác định là chừng nào đi. Thì nào chú về? Anh chưa có xác định được. Bây giờ đảm bảo điện lên thì bây giờ cút điện. Chưa có tiền là đóng đó kìa. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ dạ cảm ơn chú. Ai dẫn thì ổng nói ổng thị sĩ thị điển gì đó. À nghĩa là chú nói chú giúp cái gì sao? Ổng nói ổng về chơi rồi xong rong. Chừng nào chú về? Hôm nào ông về ổng điện. Là số này số ổng hả? Ừ. Ông điện nữa không? Trời số kìa. Alo con nghe. Alo. Rồi con Phi à con. Dọc Quy à. À ông Quy đi đâu nãy giờ mua đồ rồi con. Dạ. Quy ơi mua đồ rồi. Có ai nữa? Anh đi. À. Cô nào điện nữa đây? Ai biết đâu. Rồi điện cô. Bài nói tiếng Bắc. Rồi cô nói gì? Nói gặp Quy. Gặp Quy có vấn đề gì không? Nói gặp Quy mà. Ừ. Nói biết nói gì đâu. Người Bắc là không có được cái gì đâu mà cứ bắt máy. Người Bắc á. Rồi nãy chú nào đó nó ở thị sĩ hả? Ừ. Rồi chú nói. Kêu. Rồi chú nói chú về Sông Gông để làm gì? Gặp hai chồng em. Có hỗ trợ giúp đỡ được gì không? Bây giờ chú chắc tự tiền bây giờ cúp điện kìa. Bây giờ kia em đi không có giấy tờ xem đi đóng xem biết. Kêu đi nữa gì nó có giúp hả? À, chú nãy thì sĩ à điện cho anh mà em đâu có biết đâu mà em sao mà quen biết với người nước ngoài thì hình ảnh của anh với chị Vi bây giờ là liên tỏa cả thế giới chứ đâu phải là riêng ở đâu ở đây. Vậy? Ừ. Có thể là hình ảnh của anh với chị là có thể là ảnh hưởng tới cả thế giới mà. Ừ. Chứ đâu phải là riêng một đất nước Việt Nam đâu. Thì đâm ra chú ở thị sĩ có gọi lại cho anh là gặp lớn vậy hả? Là cũng bình thường thôi hả? À, có gì đâu. Thôi. Đó, ta điện. Mà nói. Alo. Nghe cô. Cô nghe. Hello. À, em nghe. Em
Dạ. Mặt mới dạ. Cái đó là xe chùa à. Dạ. Có nhẫn gì lắm à? Có mấy anh quay. Mấy người nó quay nghe rồi anh. Dạ, nghe. Mấy ảnh vừa đi vậy anh, có gì không? Nói mấy anh YouTube dốc hả? Không, không em nói thiệt mà. Em nói thiệt. Mới ra đang quay đây. Hả? Mới ra đang quay đây, đang đi đang ở chỗ trung đông là. Ví dụ là chơi là. Lâu. Em nghe. Đưa mấy anh rớt tóc nghe coi. Ừ. Anh Cường nghe đi. Nghe đi, nói chuyện với mấy ảnh đi. Dạ đúng. Em phi ra anh. Ờ, má nói cũng không có gì để nói đâu. Có cái gì để chuyện đó là được rồi. Dạ. Cảm ơn của anh. Ờ, ok, không gì đâu, không gì đâu. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Đang nhậu hả? Đang nhậu đâu, đang ở ngoài đường á, đang đi mua nè. Dạ đang đi mua phế liệu nè. Không em mới hiểu bộ xe chạy anh đang nghe xe chạy nè. Trời ơi em không có đi dốc láo gì đâu. Không em nói thiệt có vô gì đâu. Hai vợ chồng đang ngồi quán phê uống phê nè. Bán phê ở đường Long Phú nè. Đường Long Phú. À, đường Long Phú. Tao muốn nghe cũng nghe nữa. Nhà trọ em hả? Ờ. À, 789. Ờ, họ không biết cái số gì người ta gọi số này nha. Cái gì nhận tiền nha. Cảm ơn, không biết gì đâu. Cảm ơn, không biết gì đâu. Ờ, để dành tài. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Ok. Dạ, có gì anh điện vô số này. Số này số ngoài vậy? Số giờ dạ, hỏi của em á. Ok, 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 có gì từ nào rồi. Ờ, có gì từ thì bị hoặc điện đó lại cho em, ok. Dạ. Không, 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 không. Dạ. Dạ. Nằm mơ cái gửi á. Ai anh, ai anh thương. Nghe ra cô đang gửi tiền. Ông nói ông gửi tiền cho em. Dạ. Gửi này á. Ai là người gửi? Ông này nè. À. Là gửi tiền cho anh ha. Ừ. Là anh nói chừng nào gửi? Nói 11 gì. Rồi có biết gửi số tiền nhiêu không? $100. $100 ha. Ừ, ảnh có nói ảnh tên gì không anh Phi? Không. Yeah. Em hỏi. Ừ. Em cũng không nói nhà trọ. À. Thì là nói chung là em nói anh Phi nghe nè. Thì trên đời này thì trăm người ghét cũng có một người thương ha. Đúng rồi. Thì hoàn cảnh của mình hiểu người ta, hiểu được hoàn cảnh của mình ta sẽ giúp đỡ mình thôi. Ừ. Còn thì người ta ghét thì người ta sẽ chửi cái chuyện bình thường đương lẽ đương nhiên thôi. Hả? Người ta lại tới phòng mình ta đó. Nữa. Sao mà bữa nay anh Phi lại có nhiều cuộc gọi quá. Lúc này là làm ăn lớn quá. Alo. Chị xách xe đi mua, người ta chửi hoài, cũng ngồi hoài. Ai gọi nữa? À, ta
đi, lụm cha tôi cũng mới chửi nó, ụ mẹ hạt tới nhà mẹ lùm què vậy. Alo. 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 À, sống em để... À, 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 nào cô? Dạ. 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 Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Cô này cô thiệt nè, cô Dạ. Cảm ơn cô ạ. Vậy cô cũng gặp em hả cô? Dạ. Dạ. Dạ, đại đây em nó lụm hả? Hồi sáng em lụm cái chai nó về á cô. Em để nó hỏi cho chồng phơi nó giữ á. À, ở nhà giữ đừng có đi đâu, ở nhà mà còn cái máy không dạ à, con nói anh sẽ đọc số địa chỉ cho cô rồi đó, phòng chở 60 Phạm Hùng. Dạ dạ Phạm 11 á. Dạ dạ cảm ơn cô nhiều, chúc cô được mạnh khỏe á cô. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ này cô Thanh nè, Thanh thiệt nè, 88 nè, là cô thiệt nè. À, gửi tiền gì cho mình hay sao chị Vy? Cô nè, gửi cho em. À, gửi cho mà cô gửi ở đâu rồi? Cô mà gửi mà lúc trước đó. Ừ. Cô bây giờ gửi mua đồ ăn, mua gửi tiền hai kêu em mua đồ ăn cho con Phi. Ừ. Mấy em nói cảm ơn cô nhiều. Em nói tại vì hồi nãy em đi lụm chai mới về, để điện thoại thằng Phi nó cầm. Nó mà em không biết đâu, điện thằng Phi nó cầm mà. Bữa nay sao cuộc gọi quá trời vậy chị Vy? Số 18 vậy? Số 18. Bữa nay cuộc gọi quá trời. Người nào không cho được cái gì đâu. Sao chị Vy? Sao người ta điện lại mà chị không nghe? À, người nào mà giúp người mà giúp đỡ cho em đó, em nghe rồi mà người nào giúp em không có nghe đâu. Sao kỳ vậy? Em nói rồi. Nghe đó, nhiều khi người ta giúp làm sao? Thôi, người nào mà giúp đỡ cho em cảm ơn cô rất nhiều, chúc cho cô được mạnh khỏe nữa. Mà đừng nói mà lại nó la em này nọ, em cũng đi lụm mỗi ngày mà không phải mà cực khổ đâu. Được mà giúp em thì giúp đó, đừng nói mà la em này nọ, em cũng buồn chứ, em lụm cho em sống mỗi ngày mà. Giúp cho em thì giúp cho em có nói là cô mà đừng nói mà la hai chồng em này nọ. Em có làm gì đâu mà mấy chị Quân, chị khán giả chửi em hoài à. Tại vì em không mút máy, mút máy lên là bị la không à, em không mút máy. Sao kỳ vậy? Nhiều khi cái cuộc gọi này lớn không phải là cuộc gọi chửi mà cuộc gọi giúp đỡ. Mình nghe nói mình mất điện thoại nè. Tại đã nói ăn thôi thì mẹ thì em nói rồi thôi, mất điện thoại từ em cũng mua cho con em được. Không phải em không mua. Đó, anh nói từ từ em cũng mua cho con em. Em trở lại không? Không phải mẹ không mua.
mà bà bây giờ em đang lo tiền trọ em nè, đó là tiền mua thai nè, đó mà em chưa lo cho con em được thì mà từ từ phải lo. À, có tiền cũng mua cho con mình cái điện thoại có nó vui. Ừ. À, có tiền đi mua đi chợ dẫn thôi đi mua này nọ em cũng vui. À, người ta giúp cho con em thì giúp. À, người nào mà giúp cho con mày em cảm ơn nhiều. À, cô mà giúp cho em á em cảm ơn cô rất nhiều. À, cô giấu tên. À, em nói à, cô giấu tên á em là biết giấu tên rồi đó à, giúp cho con em nó thì giúp. Và con mua cái điện thoại con em cho nó vui, đừng con em buồn nữa. Em có tiền cũng mua cho con em rồi đó, dạ. em không nói chờ mà em nói là em đang khổ mỏi mà sung sướng người ta. Em là tiền nhà trò này nọ đó nè đó, không phải mà lụm chơi được có 10.000 mà ăn mà mua sao mà nổi được, sao mà nổi. Alo. Không nói. Ngày mai là anh đi xuống Phúc Canh. Mà anh muốn gặp em thì gặp ở đâu là anh cũng có lệnh quà gửi biếu anh. Rồi anh ở đâu vậy anh? Anh bây giờ anh ở Đồng Nai, anh đang đi xuống Sóc Trăng. Nhưng mà tối nay là anh không xuống tới Sóc Trăng kịp, tự vì anh phải ghé Cần Thơ có việc. Anh ngủ đêm nay ở Cần Thơ thì ngày mai anh đi xuống dưới đó. Chùa Sa Mộn anh ơi. Ngay chùa Sa Mộn ơi. Dạ chùa Sa Mộn à, nhà em á. Ngay chùa Sa Mộn, em không biết chùa Sa Mộn là anh nằm ở phường mấy vậy anh? Ờ em hai chồng em đang ở phường 5. Ở phường 5 hả? Dạ. Vậy ngày mai thì cỡ 2 giờ mấy 3 giờ anh gọi xuống dưới anh gọi cho em số này được không? Ở số này số em mà anh mà lại thăm Sóc Trăng đi nhà Sóc Trăng cho anh em điện cho em đi. Anh tên gì? Anh tên gì em để em rước anh vô uống cà phê nhà chỗ nhà em á. Anh thì anh tên Trọn, anh tên đi Trọn. Dạ. Có gì thì anh đi đó anh gọi nha. Dạ dạ. Tại anh đi thì có vợ thì nói hay vợ chồng anh tự nhiên ghé đó thì anh gọi vợ chồng em ra nha. Dạ. Đà em anh giúp cho em hai chồng với em không phải mà xin xỏ ai đâu mà nói mà chửi em này nọ, em không có muốn gặp mặt đâu tại vì người nhiều người chửi em quá trời. Người nào mà giúp cho em thì giúp chứ em không dám xin nữa rồi. Không có xin ai. Mấy giờ anh xuống Sóc Trăng chơi? Thì có nghĩa là đêm nay là anh cũng ở Cần Thơ, không có về Sóc Trăng kìa. Hẹn mấy giờ? Mấy giờ? 8 giờ sáng hay 7 giờ? Dạ dạ. Ngày mai anh đi xuống Sóc Trăng, ngày mai cũng giờ này, bằng giờ này anh tới Sóc Trăng. Xong rồi anh vòng qua Bạc Liêu rồi anh có việc từ đó. Em hiểu rồi, anh muốn gặp hai chồng em phải không? Ra chỗ Sóc Trăng. Em hiểu rồi. À, mai có gì liên hệ mấy anh YouTube lại quay rồi nói chuyện chơi nha. Dạ dạ. Ok, vậy có gì giữ liên lạc nha. Dạ. Bữa nay YouTube có quay em không? Dạ không. Sao không cho mấy anh quay đưa lên mạng rồi mấy có mạnh thường quân người ta mới biết là ủng hộ. Chưa anh ơi, chưa mới qua lại giờ này chưa mấy anh đang ăn uống á. Dạ. Cho ta coi tại anh biết em là qua trên YouTube của mấy anh á. Mới biết chứ cũng đâu có biết thì bà con ở ngoài Đồng Nai đâu người ta đang theo dõi cái cặp vợ chồng của em. Ờ anh thấy tin mạng thấy em chưa? Thấy rồi. Tại con thấy con xong của Hải rồi anh dính rồi đó. Dính rồi. Dạ, máy anh giúp em á. Kênh gì
chồng chồng á, chị chồng á. Rồi, có gì thì xuống dưới thì gọi đi, mai giữ liên lạc nha. Dạ, có gì anh, số này số em này, có gì anh, mai anh chị cho em đi. Tại vì em, anh khi em đi lụm với trai về á, mày có gì anh điện cho em, chứ chưa chưa. Dạ, em đi, đi lụm mới về anh ơi. Dạ. Dạ. À không, đi lụm mà sao mà sống được, anh phải đi lụm sống một ngày chứ. À, em cấp máy thì anh nói chuyện với bà xã coi xuống được điện trong đêm nay không, rồi có gì gọi lại điện anh. Dạ dạ. Muốn ai vậy chị? Dạ cái chú muốn gặp hai chồng em, kêu mấy anh ở để chiều thì chiều mai gì đó anh ở xuống chút ăn chơi. Anh nói muốn gặp em với anh Phi, rồi nói nhà uống cà phê gì đó, rồi kêu mấy anh tấp lại quay đó. Quay tự như người ta tự như nghèo này nọ đó. Ảnh nói gì đó, ảnh muốn cho đo mấy quân nói tở cho em gì đó. Ảnh nói gì đó, em nói là tại vì có rồi mà như người ta đang chưa này nọ mà chưa có lợi. Muốn gặp hai chồng em. Ba na ye.